Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng sớm nay, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, nên ở khu vực vùng núi Bắc Bộ vẫn còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, phổ biến trong khoảng từ 10-30mm. Mặc dù vậy, mưa chỉ tập trung hầu hết ở khu vực vùng núi phía Bắc, còn tại khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ sang tới ngày hôm nay thì trời khô ráo và có nắng mạnh, với nền nhiệt phổ biến từ 26-29 độ. Từ ngày mai, vùng hội tụ gió suy yếu dần, mưa ở khu vực vùng núi sẽ bắt đầu giảm dần. Tuy nhiên, sang tới ngày 8 tháng 4, tức là thứ năm tuần này, khu vực Bắc Bộ lại tiếp tục chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tràn về, nên mưa sẽ lại xuất hiện trước hết ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ lan dần đến các tỉnh Trung Du và Đồng bằng. Do có mưa, nên nền nhiệt trong 3 ngày tới ở Bắc Bộ sẽ không quá cao, trời se lạnh về đêm và sáng, với nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 20-23 độ, một số nơi nhiệt độ còn giảm xuống dưới 18 độ. Còn vào ban ngày trời nhiều mây, nhiệt độ phổ biến từ 23-26 độ. Đối với miền Trung, thời gian mưa cũng chỉ tập trung về đêm và sáng, còn trong ngày sẽ là kiểu thời tiết có mây thay đổi, nắng xuất hiện gián đoạn. Mức nhiệt trưa chiều nay dao động trong khoảng từ 27-30 độ tại phần phía Bắc và từ 30-32 độ tại phần phía Nam của đèo Hải Vân. Cũng từ khoảng ngày 8 tháng 4, do tác động của không khí lạnh nên mưa tại khu vực này sẽ có xu hướng tăng trở lại. Mưa trước hết xuất hiện ở các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ và lan dần xuống Trung Bộ với cường độ mưa vừa đến mưa to. Do có mưa nên nền nhiệt trong 3 ngày tới tại khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế duy trì tiết trời se lạnh vào đêm và sáng, còn ban ngày trời nhiều mây và mức nhiệt không vượt quá ngưỡng 31 độ. Còn đối với các tỉnh thành từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, trời có nắng nhưng cường độ vừa phải, mức nhiệt cao dao động trong ngưỡng từ 30-33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai, mưa rào cục bộ nếu có thì cũng chỉ xuất hiện về đêm và lúc chiều muộn với lượng không nhiều và thời gian mưa ngắn. Còn trong ngày thì trời có nắng, mức nhiệt độ sẽ tăng cao, dao động trong ngưỡng từ 30-33 độ tại vùng cao nguyên và từ 32-35 độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Sau đó từ khoảng đêm ngày 8 sang tới ngày 9 tháng 4, do nhiễu động trên mực 1.500m di chuyển vào, mưa có thể tăng hơn tại khu vực Nam Bộ, người dân cần chú ý đề phòng. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước 7 tháng 4 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng vùng núi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, giữa khu vực vùng núi là từ 23-25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Nam có mây ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên, có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đông nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.